cổ động viên trên thế giới diễu hành ủng hộ Messi. Những người hâm mộ đội tuyển Argentina đã diễu hành và chuẩn bị cho trận chung kết World Cup 2022 diễn ra lúc 22 giờ ngày 18 tháng 12 giờ Hà Nội. Người hâm mộ ở bang Kolkata, Ấn Độ xuống đường mang theo áp phích có hình ảnh Lionel Messi để cổ vũ trước trận chung kết World Cup 2022. Messi và Cristiano Ronaldo là cầu thủ có lượng người hâm mộ đông đảo ở Ấn Độ. Trong suốt World Cup 2022, nhiều cổ động viên yêu bóng đá nước này đã làm nhiều áp phích và hình động khổng lồ để cổ vũ hai siêu sao nói trên. Người hâm mộ từ nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng đã diễu hành ủng hộ Argentina tại khu chợ nổi tiếng Sao Paulo ở thủ đô Doha, Qatar. Dòng người đổ ra đường, mang theo những lá cờ có in hình Diego Maradona và hình động của Lionel Messi. Theo Reuters, không chỉ cổ động viên Argentina mà các cổ động viên Qatar, UAE lẫn nhiều quốc gia Trung Đông khác cũng rất hâm mộ Leo. Hai người hâm mộ Argentina hòa vào dòng người cổ vũ đội nhà trước trận chung kết World Cup 2022. Đây là lần thứ hai trong 8 năm qua, Argentina lọt vào chung kết ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cổ động viên Argentina phất cao lá cờ in hình Messi và Maradona, hai biểu tượng bóng đá lớn nhất của xứ Tango. Nếu Messi vô địch World Cup 2022, anh sẽ sánh ngang với cậu bé vàng. Tại thủ đô Buenos Aires, người hâm mộ Argentina đã thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cho một trong những trận đấu quan trọng bậc nhất nền bóng đá. Đồ lưu niệm được bán từ sáng sớm trên đường phố Buenos Aires để chuẩn bị sẵn sàng cho các cổ động viên tụ tập và cổ vũ Messi và các đồng đội. Một cổ động viên Argentina hóa trang thành gấu trước tượng đài nổi tiếng The Obelisk tại Buenos Aires. Đây là khu vực trung tâm thủ đô Argentina và là nơi nhiều người hâm mộ đến để theo dõi trận đấu qua màn hình lớn ngoài trời.